Xin kính chào bà con nhé. Vâng, tôi đang quay cho bà con xem đây là kho hàng thiết bị Hồng Phúc này, chuyên sản xuất cung cấp thiết bị chăn nuôi lợn gà vịt này. Vâng, đây là xe đẩy cám này, các loại máng tập ăn cho lợn con này. Đây là bạt trần chống nóng này và bạt lấy sáng nhé. Đấy, các quận, mỗi một quận của nó là 100m này, khổ mét 2 và khổ mét 4 nhé. Đây, các loại máng ăn tự động này, loại đựng 50 cân inox toàn phần này, loại đựng 25 cân. Và chúng tôi thì sản xuất thì có loại đựng cho vịt nữa này. Đấy, rất chi là nhiều nhé, inox 201, inox 430, các loại quạt hút công nghiệp rồi tấm nằm mát. Ai có nhu cầu về thiết bị chăn nuôi lợn gà vịt thì cứ liên hệ đến kho hàng Hồng Phúc nha. Đây, những bao đựng 50 cân này, đựng 25 cân và inox toàn phần, inox 430 nhé. Giá chúng tôi đang bán là 750.000 bao vận chuyển này. Máng đựng 50 cân 201 này, inox 201 toàn phần này, giá đang bán là 1.200.000 nhé, bao vận chuyển luôn. Đấy, các loại máng vịt đựng 50 cân giá là 500.000 bao vận chuyển. Ngoài ra thì chúng tôi chuyên sản xuất các loại máy hàn bấm, máy hàn điểm nhé. Vâng. Đấy. Các loại tấm nót sàn này, rất nhiều luôn nhé. Đấy. Ai có nhu cầu về thiết bị chăn nuôi lợn gà vịt cứ liên hệ chúng tôi nhé. Vâng, xin cảm ơn. Chúc bà con chăn nuôi kinh doanh buôn bán thuận lợi. Xin cảm ơn. Vâng.